Theo Bộ Tài chính Mỹ, tầm nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 33.000 tỷ đô la Mỹ, khi Quốc hội Mỹ đang xem xét việc tài trợ ngân sách bổ sung cho chính phủ trước nguy cơ đóng cửa ngày 30 tháng 9. Quốc hội có thể thông qua dự luật phân bổ ngân sách hoặc đồng ý gia hạn ngắn hạn nguồn tài trợ liên bang ở mức hiện tại để duy trì hoạt động chính phủ Mỹ. Còn không, Mỹ sẽ phải đối mặt với việc chính phủ đóng cửa lần đầu tiên kể từ năm 2019. Cuối tuần qua, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện xem xét một đề xuất ngắn hạn nhằm cắt giảm chi tiêu đối với hầu hết các cơ quan liên bang, đồng thời khôi phục các sáng kiến biên giới cứng dưới thời kỳ Tổng thống Donald Trump nhằm gia hạn ngân sách cho đến cuối tháng 10. Tuy nhiên, kế hoạch được cho là khó phá vỡ sự bế tắc về ngân sách bổ sung chi cho các hoạt động của chính phủ Mỹ. Đảng Cộng Hòa vẫn chia rẽ về các đề xuất chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong khi Đảng Dân Chủ khó có thể ủng hộ bất kỳ thỏa hiệp nào. Vào tháng 6, các nhà lập pháp Mỹ đấu tranh về việc tăng giới hạn nợ, lúc đó ở mức 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Khoản nợ nhanh chóng tăng lên 32.000 tỷ đô la Mỹ, sau đó lên 33.000 tỷ đô la Mỹ chỉ sau vài tháng. Theo một số dự đoán, khoản nợ này đang trên đà đạt tới mức 50.000 tỷ đô la Mỹ vào cuối thập kỷ này.